Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube ạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một sản phẩm mà dành cho những cá nhân hoặc những gia đình đang có ít tiền mà muốn sử dụng xe ô tô, sử dụng xe ô tô riêng. Thì quả đây là một cái sản phẩm mà rất phù hợp với rất nhiều gia đình đang muốn có ô tô riêng đấy ạ, với giá tiền ở cái mức trung bình thấp đấy ạ. Vâng, trước máy quay của quý vị và các bạn đang xem thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan. Và là đây chính là chiếc xe Kia Cerato và là cái phiên bản nhập khẩu. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập về Việt Nam là cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 8 vạn km rồi. Cụ thể chiếc xe này là chạy 8 vạn 6 km rồi. Chiếc xe đăng ký cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và sau 10 năm sử dụng thì chiếc xe nó còn đẹp như thế nào? Thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn theo dõi trên màn ảnh để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu 2010 này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2010 rồi. Nó là cái sản phẩm nhập khẩu thì quý vị và các bạn cũng đã biết về chất lượng của nó rồi ạ. Nhập khẩu thì chất lượng của nó tốt hơn là những chiếc xe sản xuất lắp ráp trong nước rất là nhiều. Những ai mà đã đi xe trong nước và những xe nhập khẩu rồi thì quý vị và các bạn mới có thể phân biệt được cái chất lượng của nó. Và sau 10 năm sử dụng và nó chạy được hơn 8 vạn km rồi thì chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng và quý vị và bạn có thể nghiên cứu và mua sắm để sử dụng hoặc sử dụng cho gia đình hoặc sử dụng về đi làm công việc cá nhân của mình ạ, thì cũng rất là tốt đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi, chỉ hơn 300 triệu đồng xíu thôi thì quý vị và bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu rồi ạ. Với giá hơn 300 triệu đồng thì nó rất phù hợp với rất nhiều gia đình ở Việt Nam mình ạ. Vì rất nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang có nhu cầu sử dụng ô tô, nhưng mà với cái giá tiền nó ở cái mức thấp, với cái mức hơn 300 triệu đồng thôi thì cũng rất là nhiều người đang muốn có ô tô để sử dụng đấy ạ. Mặc dù là sử dụng xe ô tô ở Việt Nam mình thì nó cũng đang rất là đắt đỏ. Những chiếc xe phải tầm từ 5-600 triệu trở lên thì nó mới được cái xe đi nó tạm ổn ổn. Nhưng chiếc xe này hơn 300 triệu đồng thôi mà quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô nhập khẩu rồi thì quả thật là cũng không phải là nhiều sự lựa chọn đâu ạ. Hơn 300 triệu đồng thì nó không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà tôi nghĩ hơn 300 triệu đồng mà bỏ ra để mua được chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu 2010 này thì quả thật là nó cũng xứng với đồng tiền bát gạo mà mình bỏ ra. Quý vị và bạn xem clip thì quý vị các bạn cũng thấy đấy ạ, Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là tương đối đầy đủ option rồi. Từ năm 2010 mà chiếc xe Kia Cerato này nó đã có đầy đủ, ví dụ như là khóa thông minh này, đè nổ này, start stop này, cửa nóc này, đèn pha, đèn gầm, đầy đủ hết tất cả rồi. Và đầu CD, hệ thống giải trí là đầu CD 6 đĩa. Tất cả các thứ nó đã được trang bị hết lên trên chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu này rồi. Mặc dù chiếc xe này đã ra đời cách đây 10 năm mà nó đã có được cái option như thế này thì quả thật là Kia cũng đã có một cũng đã trang bị được rất là nhiều option rồi đấy ạ. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Mua xe ô tô mới thì chúng tôi cũng không cần quý vị và các bạn phải đi xem. Quý vị và các bạn chỉ việc ở nhà và tham khảo xem đại lý nào bán rẻ nhất thì quý vị và các bạn xin số tài khoản của nhân viên bán hàng. Quý vị và các bạn có thể chuyển khoản và các bạn ấy sẽ đánh xe trực tiếp đến tận nhà cho quý vị và các bạn.
Nhưng mua xe ô tô cũ thì chúng tôi khuyên quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp, xem tận mắt để xem chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, chất lượng nó còn ra làm sao và cái chất lượng của nó còn được bao nhiêu phần trăm so với xe mới. Vì sau những năm tháng sử dụng thì cái chất lượng xe cũ nó không còn được như nhau nữa. Chỉ cần sau một năm sử dụng thì chất lượng nó đã khác nhau rất là nhiều rồi. Kể cả tôi ví dụ như một năm sử dụng như anh A chạy nhiều hơn, anh B cũng một năm sử dụng nhưng mà chạy ít hơn, nhưng có thể cái anh A chạy nhiều như anh ấy cẩn thận, anh ấy giữ gìn thì chiếc xe nó còn đẹp hơn cả cái anh B chạy ít hơn. Đấy, chính vì vậy cho nên là tôi khuyến khích quý vị và các bạn đến xem trực tiếp, đến tận cửa hàng chúng tôi để đến xem xe trực tiếp, đến lái thử trực tiếp chiếc xe. Quý vị các bạn chỉ bỏ bớt chút thời gian của mình ra thì có thể đến được xem xe và lái thử rồi. Chúng tôi cũng rất sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn đến xem xe và đến lái thử. Nếu như quý vị và các bạn xem xe xong rồi, lái thử rồi, thấy ok, thấy ưng ý về chất lượng thì chúng ta hãy ngồi và làm việc với nhau về cái giá cả, thuận mua vừa bán. Chúng tôi có thể bớt cho quý vị và quý vị và con chúng tôi có thể bớt cho quý vị và các bạn giá để quý vị và các bạn sở hữu được chiếc xe mà quý vị và các bạn ưng ý. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 300 triệu đồng một xíu thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã chạy được 8.6 km rồi. Và chiếc xe này là chiếc xe màu trắng ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp đấy quý vị và các bạn. Tôi cũng không giới thiệu nhiều đâu, quý vị và các bạn có thể nhìn màn ảnh thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào rồi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Chúng tôi không những bán xe và chúng tôi còn có thể mua xe hoặc đổi xe. Nếu như quý vị và các bạn đang đi những chiếc xe ô tô cũ của mình, quý vị và các bạn muốn bán hoặc muốn đổi thì quý vị và các bạn mang qua cửa hàng chúng tôi là chúng tôi sẽ đổi luôn ạ. Hoặc là chúng tôi có thể mua lại chiếc xe cũ của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn không phải đem đi đâu để bán mà mua xe của chúng tôi, quý vị và bạn có thể đổi hoặc các sang ngang với chúng tôi là chúng tôi cũng có thể ok rồi. Thủ tục thì rất là đơn giản, nhanh gọn, chỉ trong khoảng 2-3 phút thì chúng tôi làm xong thủ tục và mua bán cho quý vị và các bạn rồi. Nếu như quý vị và các bạn cẩn thận hơn, muốn sang tên chiếc xe về chính chủ của mình thì chúng tôi cũng có thể làm thủ tục sang tên cho quý vị và các bạn ngay trong vòng một buổi sáng hoặc một buổi chiều thì đã sang tên xong cho quý vị và các bạn về chính chủ.
và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.